Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Người ta nói, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Giáo dục gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ vì mong muốn con mình thành con rồng cháu phượng nên đã hủy hoại chính tương lai của chúng. Nguyễn Vĩnh Khang sinh năm 1983 trong một gia đình bình thường ở huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cha anh là một thương binh, mẹ làm lao động chính trong nhà với thu nhập ít ỏi của một nhân viên một cửa hàng bách hóa. Sau khi Nguyễn Vĩnh Khang ra đời, cậu bé đã trở thành niềm hy vọng của cả gia đình. Khi mới chỉ vài tháng tuổi, mẹ cậu đã dạy con đọc chữ và đọc thơ đường cho Vĩnh Khang nghe. Năm 2 tuổi, khi đứa trẻ khác còn mới biết nói, Nguyễn Vĩnh Khang đã biết hơn 1.000 chữ Hán và hoàn thành chương trình trung học cơ sở căn bản khi mới 4 tuổi. Cậu bé nông thôn nghèo từ nhỏ đã bộc lộ tài năng học tập đáng kinh ngạc, nên ở trường tiểu học, Nguyễn Vĩnh Khang chỉ học lớp 2 và lớp 6, bỏ qua mọi lớp học khác và vào thẳng trường cấp 2 trọng điểm khi mới 8 tuổi. 13 tuổi, thần đồng ngàn năm có một này trở thành sinh viên đại học trẻ nhất ở Hồ Nam. Năm 17 tuổi, anh được nhận vào Học viện Khoa học Trung Quốc và trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bộ não thần đồng của Nguyễn Vĩnh Khang đã khiến anh nổi tiếng toàn quốc từ khi còn rất nhỏ. Ở quê hương, anh là niềm tự hào của mọi người. Ở huyện Hoa Dung, một số người có thể không biết tên của bí thư quận ủy, nhưng chắc chắn ai cũng phải biết tên Nguyễn Vĩnh Khang. Mẹ của Nguyễn Vĩnh Khang, Tăng Học Mai tin rằng chỉ cần con mình học giỏi thì sẽ có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, ngay từ khi con còn bé, bà đã xác định để con tập trung 100% vào việc học, không bao giờ để con trai can thiệp vào bất kỳ việc nhà nào. Không chỉ đơn thuần là giúp giặt giũ, nấu nướng mà bà còn rửa mặt, tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân giúp con. Để không làm tốn thời gian học hành của con trai, bà Tăng đã đích thân đút từng thìa cơm cho cậu bé ăn. Cậu bé thiên tài đã được mẹ kè kè theo bên cạnh suốt quãng đường cấp 3 và thậm chí là đại học. Không có mẹ, Nguyễn Vĩnh Khang không biết lo việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày như thế nào và kiểu giáo dục này đã khiến thần đồng sụp đổ ngay cả khi mang bộ óc thông minh hơn người. Cả đời chỉ biết cắm mặt vào trang sách, Nguyễn Vĩnh Khang hoàn toàn không có kiến thức xã hội, vô cùng thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân. Khi còn học ở Bắc Kinh, anh đã từng nhất quyết muốn sống một mình, rời xa khỏi sự che chở của mẹ. Người xung quanh miêu tả, ngoài giỏi sách vở ra, thiên tài này không khác gì một kẻ ngốc. Thậm chí giữa mùa đông lạnh của phương Bắc, anh cũng chỉ mặc một cái áo mỏng và đi dép lê ra ngoài. Vì không có khả năng tự mình sắp xếp cuộc sống căn bản, Vĩnh Khang rơi vào khủng hoảng và đã bị Học viện Khoa học Trung Quốc đuổi học. Một thiên tài từng nổi tiếng toàn quốc, được đặt biết bao nhiêu kỳ vọng, cứ như vậy mà sa sút. Về sau, người ta gọi Nguyễn Vĩnh Khang bằng cái tên đầy chua chát, thần đồng đáng thất vọng nhất Trung Quốc. Sau cú ngã ngựa gây sốc của con trai, bà Tăng Học Mai đã bắt đầu suy nghĩ về phương pháp giáo dục của mình. Ngày trước khi con còn nhỏ, mỗi khi có bạn học đến chơi với Nguyễn Vĩnh Khang, bà luôn nói rằng con không có ở nhà vì lo lắng sẽ làm thần đồng nhà mình mất tập trung. Vì không có bạn bè, không tiếp xúc với bất cứ thứ gì ngoài sách vở, đã hình thành thói quen không biết nói chuyện và bệnh tâm lý ăn sâu bám rễ vào Vĩnh Khang. Cứ như vậy, thiên tài ngày càng học giỏi bao nhiêu thì càng kém kiến thức xã hội bấy nhiêu. Sau khi con bị cho nghỉ học và trở về nhà, mẹ Nguyễn Vĩnh Khang bắt đầu tỉnh ngộ và thay đổi. Bà dạy con trai làm việc nhà, đồng thời khuyến khích con ra ngoài giao tiếp nhiều hơn với các bạn cùng trang lứa và thay đổi cách giáo dục. Nguyễn Vĩnh Khang vì thế mà đã được trưởng thành một lần nữa ở độ tuổi ngoài 20. Anh đi học vào một ngôi trường khác dù kém tiếng hơn là Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Về sau, thần đồng gây thất vọng nhất Trung Quốc năm xưa làm một công việc bình thường, kết hôn sinh con và sống kín tiếng. Cuối năm 2021, anh đột ngột qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh. Câu chuyện của Nguyễn Vĩnh Khang là một bài học đáng giá cho nhiều bậc phụ huynh. Dù tài năng có xuất chúng đến đâu, nhưng thần đồng cũng phải được dạy dỗ đúng cách. Phương pháp giáo dục sai lầm có thể làm mất đi một thiên tài. Việc cha mẹ chiều chuộng con cái, không chú trọng đến việc rèn luyện tính cách và khả năng tự lập cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ, thì sẽ biến con thành một mọt sách không hơn không kém. Khi công nghệ ngày càng phát triển, sẽ đến thời điểm nhiều công việc sẽ được chuyển giao cho máy móc làm việc vì năng suất của con người không thể so sánh.
Hay nói cách khác, rất nhiều công việc của con người trong tương lai sẽ bị máy móc cướp đi. Tuy nhiên, nếu tốc độ phát triển của công nghệ hiện tại được giữ nguyên, thì vẫn có những công việc vẫn luôn đảm bảo được vị thế của mình trên thị trường lao động. Dựa trên dữ liệu từ Indeed, website tìm việc với hơn 200 triệu lượt truy cập mỗi tháng, nhà kinh tế học Mariano Mamertino đã đưa ra danh sách những công việc được đánh giá là an toàn để theo đuổi mà ít có khả năng bị thay thế bởi máy móc. Bếp trưởng. Có thể sẽ sớm thôi, sẽ có những cỗ máy nấu được hàng trăm đĩa thức ăn trong một phút. Tuy nhiên, cần phải có người ở đó để đảm bảo hương vị của món ăn, đồng thời liên tục làm mới thực đơn bằng những công thức độc nhất vô nhị. Người đó là bếp trưởng. Theo Mamertino đánh giá, robot dù có phát triển cũng khó lòng có được sự sáng tạo và kỹ năng cải tiến ẩm thực của các bếp trưởng, dù khoa học có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Marketing, truyền thông và thiết kế. Đây là ba lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo liên tục, có nghĩa là chúng liên tục đổi mới và tiến hóa. Và cũng bởi vậy mà cả ba đều rất khó bị thay thế bởi máy móc, ít nhất là trong tương lai gần. Chuyên gia y tế. Dù máy móc có thể phát triển đến mức độ nào thì vẫn có những công việc đòi hỏi đến sự giám sát của con người. Các chuyên gia y tế chính là công việc như vậy, bao gồm bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên. Tại sao ư? Vì máy móc chỉ có thể hỗ trợ thôi, còn việc thăm khám không chỉ cần đến chuyên môn mà còn cần sự đồng cảm và kỹ năng giao tiếp giữa người với người nữa. Trừ phi AI có thể tiến hóa đến mức đồng điệu được với con người, còn không thì quên chuyện đó đi. Giáo viên. Theo Indeed, giảng dạy luôn là một trong những công việc có nhu cầu cao. Một cỗ máy sẽ không bao giờ thay thế được giáo viên thực thụ, những người có thể biến kiến thức khô khan thành những câu chuyện để truyền tải cho học sinh theo những cách khác nhau. Thống kê cho thấy riêng tại Anh Quốc, nhu cầu dành cho giáo viên đã tăng 5% trong hai năm 2016-2017. Chuyên gia an ninh công nghệ. Công nghệ do con người tạo ra và hẳn nhiên nó luôn có điểm yếu có thể khai thác. Chính vì vậy, các chuyên gia an ninh công nghệ vẫn luôn là vị trí không thể thay thế. Và thực tế cũng chứng minh rằng nhu cầu tuyển dụng công việc này luôn vượt quá khả năng cung cấp của thị trường. Tại Anh Quốc, sự chênh lệch thậm chí lên tới 3 lần. Nhân sự. Dù trên thế giới đã từng áp dụng một số cuộc phỏng vấn bằng AI công nghệ, nhưng theo nhiều ý kiến đánh giá, các chuyên gia nhân sự là con người vẫn không thể thay thế được. Dĩ nhiên, việc chọn ra một nhân viên phù hợp phụ thuộc rất nhiều vào hồ sơ, dữ liệu của người đó. Tuy nhiên, khi phỏng vấn, kỹ năng mềm của con người mới là quan trọng, khả năng đọc nguội đoán tính cách thực sự có giá trị trong trường hợp này.